Rồi, xin chào tất cả các anh chị em nhá. Chào anh chị em đã quay trở lại với kênh Nhật Anh Mobile, chuyên mua bán trao đổi tất cả các dòng điện thoại từ Quyên mới anh em nhé. Đấy, hôm nay bên em lại lên một clip giới thiệu bán hàng cho anh em này. Không có thì hôm nay thì em có đủ thể loại anh em nhé, từ iPhone, Samsung, Sony, LG cũng có nhá, có cả máy gaming phone và Black Sách này, iPad cũng có anh em nhé. Anh em quan tâm những cái dòng máy này có thể đón xem chi tiết trong video nhé. Cửa anh em thì địa chỉ Hà Đông, Hà Nội nhé. Anh em gần có thể qua xem trực tiếp. Còn anh em xa bên em có gửi hàng ship code toàn quốc nhé, có cọc trước, có kiểm hàng trước khi thanh toán này. Máy bán ra sẽ bảo hành 3 tháng nhé. Còn anh em không lấy bảo hành trừ từ thì em sẽ giảm giá từ 2 đến 500 nghìn, lại giảm trực tiếp vào giá máy luôn anh em nhé. Ok, phụ kiện thì sẽ tặng kèm sạc cáp, cường lực ốc lưng thì tùy máy nhé, máy nó có em sẽ tặng cho anh em. Okay. Rồi, không làm mất thời gian của anh em thì em vào giới thiệu luôn này. Đây, đầu tiên em giới thiệu luôn này, iPhone 15 Pro Max màu titan tự nhiên nhé, 900 cảnh, cái 800.000 thôi, để cho anh em cái này 800.000 anh em nhé. Đấy. Ok cho anh em, cái này đùa anh em tí thôi nhé. Con này thì là máy 15 Pro Max nhưng mà là máy tàu nhé, 15 Pro Max nhưng mà lại có CH Play nhé. Đấy. Con này thì khách mua không biết bị lừa nhé, mua gần 3 triệu anh em, hôm nay bán cho anh em giá chỉ còn bằng số này thôi, 2 triệu, mua 2,8 triệu bây giờ bán cho anh em 800.000. Con này thì anh em mua về nghe gọi là chính thôi, nghe gọi Facebook, Zalo đơn giản thôi anh em nhé, dùng nó lag lắm. Đấy, thì anh em nào mua hàng trên mạng này thì cũng lưu ý nhá, chứ không có hàng ngon bổ rẻ đâu. 15 Pro Max 3-4 triệu thì toàn máy tàu hết nhá, anh em tốt nhất là không nên mua. Đấy, cái này thì em để cho anh em giá 800.000 nhá, chưa có sạc cáp đâu. Em lấy sạc cáp thêm 50. Đấy, sạc con này là cổng Type C rồi anh em nhé, cổng Type C. Nhìn hình thức thì cũng tương đối là giống đấy. Anh em nào chưa dùng thì nhìn không biết. Còn anh em nào đã dùng iPhone rồi thì nhìn lướt qua cái là biết ngay. Đấy, nhìn nó dại hơn nhá, cái cằm này nó rất là dày này. Đấy, rất dày anh em nhé. 15 Pro Max luôn. 800.000 anh em nhé. Cái này em thanh lý thôi, 800.000. Tiếp theo thanh lý tiếp này, con Samsung S9 Plus bản quốc tế 2 sim nhé. Con này hàng 2 sim, vỡ trước sau, lưng vỡ này, mặt kính cũng vỡ này, màn hơi ám. Đấy, còn lại là full chức năng, không lỗi làm gì. Cam quýt rồi là tất cả chức năng khác thì dùng bình thường nhé. Nó chỉ có bị lứt kính với cả màn hơi ám thôi. Đây, cam trước đây anh em nhìn này, vẫn ok nhé. Cam sau đây. Đấy, không lỗi làm gì. Cái này thì em cũng thanh lý cho anh em giá 1,4 triệu nhá, được cái là máy 2 sim, anh em mua về chống cháy nghe gọi Facebook, Zalo, chơi game thì con này vẫn chơi được, chip 845 anh em nhé. Ok, 1,4 triệu anh em nhé, 1,4 triệu. Tiếp theo này, Oppo, Oppo này là Oppo F11 nhá, Oppo F11 bản RAM 6, bộ nhớ trong sẽ là 64. Đấy, bộ nhớ trong 64 nha anh em nhé. Màn con này nha 6,5 inch, pin 4000. Đấy, RAM 6 này. Ok cho anh em. Máy thì hình thức nó hơi xước xát nha anh em nhé. Có xước xát rồi, chung máy lâu rồi mà. Được cái là máy zin thôi, được cái máy zin nhé. Kính hơi xước này. Cái này thì em để cho anh em giá 1,550,000 nhé, 1,550,000. Rồi, tiếp theo thì em giới thiệu anh em này, LG G7 nhé. G7 đang thanh lý giá 1,6 triệu thôi, và phải thanh lý nha anh em nhé. Cái này thì cấu hình cũng rất là ok rồi, RAM 4, bộ nhớ 64, chip 845 nhé, màn hình 2K 6,1 inch, pin 3000. Màn hình con này cực kỳ đẹp anh em nhé, tuy là màn LCD nhưng mà hiển thị rất đẹp và độ sáng cũng tương đối là cao, hình thức thì đẹp nhé. Chip 845 này anh em hiện dùng hiện tại vẫn rất là mượt anh em nhé, hình thức đẹp. Giá 1,600,000 anh em nhé, 1,600,000, tặng kèm sạc cáp cho anh em rồi. Ok cho anh em, 1,600,000 nhé. Tiếp theo em có đây là con Google Pixel 6a nhé. Cái con này thì dành cho những anh em nào thích dùng một con Android nhưng mà phải mượt như iPhone nha anh em nhé. Thì đây là sự lựa Pixel này là một sự lựa chọn hàng đầu. Cái này thì nó chạy Android gốc của Google nhé, cho nên nó rất là mượt và được cập nhật rất là sớm nhé. Android thì đã có bản cập nhật lên 14 hết rồi, anh em mua về có thể cập nhật luôn. Đấy, ok cho anh em, hình thức đẹp, máy quốc tế 2 sim nhé, một sim vật lý, một e sim. Con này thì cấu hình RAM 6GB, bộ nhớ trong sẽ là 128 này, màn 6,1 inch, pin 4400 nhé. Dòng này pin rất là trâu anh em nhé, pin 4400 thôi nhưng mà nó
cái độ tối ưu hóa của nó rất là tốt, cho nên thời lượng pin rất rất là trâu anh em nhé, rất là trâu. Và đặc biệt là con này chụp ảnh rất là đẹp luôn anh em nhé, chụp ảnh rất là đẹp. Đấy, giá 4.900.000 nhé, bảo anh 3 tháng cho anh em. 4.900.000 bảo anh 3 tháng nhé, anh em không lấy bảo hành trừ 200. Trừ 200 anh em nhé. Máy zin nguyên bản nhá, hình thức đẹp. Rồi ok, tiếp theo thì em giới thiệu đây. Black Sách 5 Pro nhé. Con này là hàng chính hãng. Hàng chính hãng luôn anh em nhé. Con này là anh em mà chơi game thì phải nói là đẳng cấp luôn anh em nhé. Cấu hình rất là cao. Anh em nào mà chuyên chơi game thì cũng mua những con này. RAM 12 nhé, bộ nhớ trong 256. Con này thì sẽ chạy chip Snapdragon 8 Gen 1 này. Chip 8 Gen 1 màn là 6,67 inch. Đấy, pin là pin là 4600 thì phải, pin 4600. Đặc biệt là con này màn hình của nó có tần số quét lên đây là 144Hz anh em nhé, cực kỳ mượt luôn. Đây, em vào cho anh em xem này. Đây, tốc độ làm tươi. Đấy, nó sẽ có bật cái thông minh này thì khi nào anh em nó lựa chọn thì nó sẽ tự động đẩy cái tần số quét cao lên nhé. Còn khi nào anh em để nguyên màn hình này nó sẽ giảm tần số quét xuống để tránh cái tình trạng hao pin. Ok chưa anh em? Con này thì đặc biệt là nó có hai phím trigger này anh em này. Đấy, bật nền nó kêu thành tách luôn. Chơi game thì anh em dùng hai phím vật lý này, hai phím trigger vật lý này dùng rất là ngon luôn anh em nhé. Bấm nó sẽ mượt mà hơn là cái phím cảm ứng. Đấy. Ok chứ anh em, máy thì full book nhá. Full book kìa, hộp. Sạc cáp zin theo máy, sạc 120W. Con này cắm sạc chỉ 15 phút là đầy pin anh em nhé. 120W cực kỳ khủng khiếp luôn. Tặng kèm cho anh em cái ốp tản nhiệt này luôn này. Ốp tản nhiệt này mua 250. Đấy, giá 8 triệu nhá. 8 triệu. Con này để cho anh em giá 8 triệu tròn nhá. 8 triệu tròn, giá bao test nha anh em nhé. Ok chứ anh em, hình thức đẹp, 99. Đấy. Con này máy mới hiện tại vẫn đang là 16 triệu anh em nhé. Rất là cao luôn anh em. Chính game thì đẳng cấp luôn. Rồi. Ok, tiếp theo em giới thiệu luôn con này nhé. Redmi Note 11T này, hàng mới. Bản Nhật, 2 SIM, 1 SIM vật lý, 1 eSIM nhé. Máy mới luôn. Đấy, thì anh em nào mua cho con cái hoặc phụ huynh thì cực kỳ hợp lý nhé. Màn hình là có 90Hz, pin 5000. Đấy, RAM 4/64. Con này dùng pin cực kỳ trâu anh em nhé. Dùng cả ngày không hết luôn. Pin này em để cả tuần rồi chưa hết này. Đấy, ok cho anh em. 2.4 triệu nhé. Máy mới nhưng mà giá như máy cũ luôn, 2.400.000 thôi. Đấy, đầy đủ cái hộp của nó sẽ như này, rất là mỏng luôn. Ok. Tiếp theo thì em giới thiệu anh em hai con iPad này trước nhá. Giới thiệu iPhone sau này. iPad đầu tiên con này là con iPad Pro 9.7. Máy zin full chức năng, vân tay đầy đủ anh em nhé. Con này thì tình trạng là khách người ta quên iCloud nhé, quên mật khẩu iCloud. Còn này anh em vẫn đăng nhập vào phần này này. Đăng nhập vào phần này thì vẫn tải game tải ứng dụng bình thường nhé, không có cái vấn đề gì đâu. Màn thì hơi hồng nhẹ xung quanh. Màn hơi hồng nhẹ xung quanh. Giá chỉ có 1.500.000 thôi. Cực kỳ rẻ luôn anh em nhé. 1.500.000 bằng cái giá sát cái màn hình. Cái màn hình này bây giờ cũng phải hơn 2 triệu. Ok. Tiếp theo thì iPad E2 này. Bản RAM bản 32GB 4G Wi-Fi nhé. 4G Wi-Fi. Con này thì dùng được cả SIM. Máy thì là máy zin, máy chất. Pin nguồn 94 này. Pin 94 hình thức đẹp. Giá 3.1 triệu nhé. 3.1 triệu tặng kèm đầy đủ sạc cáp. Rồi là cường lực bao da cho anh em đầy đủ nhé. Và anh em lấy máy trần bao tết một tuần thì trừ 300 nhé. Còn 2.8 triệu. Máy trần bao tết một tuần 2.8 triệu anh em nhé. Ok. Tiếp theo em giới thiệu anh em iPhone nhé. iPhone đầu tiên là 7 Plus quốc tế 32GB này. Máy full chức năng zin. Vân tay đầy đủ anh em nhé. Hình thức đẹp. Hình thức đẹp nhé. Giá 2.6 triệu, 2.7 triệu tùy cây. Có màu đen, màu trắng này và màu hồng nhé. Em có 3 màu 7 Plus quốc tế 32GB. Nói chung là máy không có lỗi làm gì cả nhé. 2.6 triệu, 2.7 triệu. Rồi tiếp theo là XS quốc tế 64GB. Máy cũng là full chức năng nhé. Face ID đầy đủ nhé. Con này thì vỏ nó hơi chóc sơn mặt lưng này. Giá cho anh em 4 triệu nhé. 4 triệu, bảo hành 3 tháng nhé. Giá bao test là 3.8 triệu. Bán cho anh em con này thì giá chỉ bằng con X thường thôi. Con này là con XS nhé. Dùng được 2 SIM rồi.
từ XS trở lên nó đã dùng được 2 sim rồi anh em nhé, 2 sim. Rồi tiếp theo là XS Max quốc tế 64GB này, cũng full chức năng nhé, Face ID đầy đủ. Con này thì main zin mà vỏ zin, màn là màn thay nhé, giá từ 4.6-4.7 anh em nhé, 4.6-4.7. Pin con này còn 82, hình thức thì tùy cây nha anh em nhé, đó gà đẹp cả phẩy. Ok, 4.6-4.7 anh em nhé. Tiếp theo là iPhone 11 quốc tế 64GB, cái màu đen này 64GB nhé, máy cũng là zin full chức năng, hình thức hơi phẩy với cạnh viền này. Đấy, giá 5.8 nha anh em nhé, 5.8 cả bảo hành nhé, 5.8 cả bảo hành. Tiếp theo là 11 tiếp này, con này thì bản 128GB, 128GB anh em nhé, máy thì mà hình thức đẹp 99 keo. Đấy, máy đẹp 99 keo luôn anh em nhé. Cái này thì sẽ có giá là 6.8 anh em nhé, 128GB, máy zin full chức năng, máy zin nhá, thay đúng quả pin thôi, pin em sẽ thay mới cho anh em dùng yên tâm nhá, pin 100 luôn, 6.8. Tiếp theo này 12 thường 64GB, máy cũng đẹp nhá, đẹp 99, hình thức còn rất là đẹp, quốc tế full chức năng nhá, dòng này thì còn nguyên cả app luôn anh em nhé, nguyên app luôn, pin zin theo máy nhá, pin zin theo máy. Đây, pin 87, ok cho anh em, hình thức còn rất là đẹp, máy màu trắng này nhìn rất đẹp luôn anh em nhé, trắng này hơi kiểu ngả ngả sang hồng hồng nhẹ. Đấy, ok cho anh em, giá 7.700.000 nha anh em nhé, giá 7.700.000. Ok, tiếp theo này 12 Pro Max quốc tế 12 Pro Max, con này là máy nóc 256GB nhé, cũng là zin full chức năng, còn nguyên app luôn, 256GB, anh em nào dùng lưu trữ nhiều thì chọn những con này nhé, lưu trữ cả thế giới luôn, 256GB dùng mét nhẹ, hình thức đẹp, máy zin nguyên bản. Cái này thì cũng để cho anh em là rất rẻ thôi, 9.2 triệu nhé, 9.2 triệu cả bảo hành nhé, anh em lấy bao test còn 8.9 triệu, lấy bao test còn 8.9 triệu nhé, rẻ đúng bằng con 12 Pro, 12 thường bằng 128 thì động cũng phải hơn 8 triệu anh em nhé. Ok, vậy là hết rồi. Anh em nào quan tâm có nhu cầu đặt hàng có thể liên hệ em qua số điện thoại để trên màn hình nhé, hoặc là Facebook đường link em sẽ để dưới phần mô tả của video. Đấy, hẹn gặp lại anh em trong những clip sau nhé, chào tất cả anh em nhé.